Ông Nhung xin gửi tới quý vị yêu quý đang xem kênh những lời chúc bình an nhất. Kính chúc quý vị luôn có một tâm thái an hòa và thiện lành. Trong thời điểm dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp, đừng quên lựa chọn cho mình những biện pháp tốt, nâng cao sức đề kháng, ví như tập luyện khí công. Bản tin hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên là phần điểm tin chính. 5 tàu cao tốc triệu đô chở miễn phí rau củ từ miền Tây về Sài Gòn. Đà Nẵng tổ chức chuyến bay miễn phí đưa người từ thành phố Hồ Chí Minh. Cấp thẻ nhận diện cho xe đưa người từ thành phố Hồ Chí Minh về quê. Hà Nội xây dựng phương án chủ động tự cung tự cấp hàng hóa. Bộ Giáo dục và Đào tạo chốt thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 vào ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 8. Thông tin chính thức về bức ảnh Hàn Bít con hẻm đăng trên mạng. Thành phố Hồ Chí Minh cần máy thở để chuẩn bị cho kịch bản 60.000 ca nhiễm. Điều kiện mới để F0 không triệu chứng ở thành phố Hồ Chí Minh xuất viện sau 10 ngày. Nhà Trang, mua bánh mì không phải là lương thực thiết yếu. Vaccine Covivac cho kết quả tốt, dự kiến tháng 8 thử nghiệm giai đoạn 2. Điều tra giai đoạn 2 vụ VN Pharma lộ chuyện bệnh viện dùng thuốc giả. Bộ Y tế, Việt Nam thêm 80 ca tử vong, vượt mốc 58.000 bệnh nhân. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Vào sáng ngày 19 tháng 7, ông Trần Song Hải, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Xanh TP Thông tin đã chuẩn bị 5 tàu cao tốc với khả năng vận chuyển 100 tấn hàng bằng đường thủy mỗi ngày từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ về thành phố Hồ Chí Minh. Việc vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy sẽ giúp giảm áp lực giao thông đường bộ khi thực hiện chỉ thị 16, nhất là việc vận chuyển hàng hóa lương thực thiết yếu. Ông Hải cho biết, mỗi chuyến tàu chở 20 tấn hàng, gấp đôi lượng hàng hóa chở bằng 30-40 xe tải nhỏ. Dự kiến mỗi ngày 5 tàu có thể vận hành được 2 chuyến, tức tổng cộng vận chuyển khoảng 200 tấn hàng mỗi ngày. Về chi phí vận chuyển, công ty sẽ thỏa thuận với tổ chức, cá nhân cần vận chuyển hàng hóa với chi phí phù hợp đảm bảo bình ổn giá. Trước đó, đội tàu cao tốc của ông Hải đã lên kế hoạch hoạt động từ sáng đến tối, chở thực phẩm từ các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long lên thành phố Hồ Chí Minh theo lộ trình. Sông Tiền, kênh Chợ Gạo, sông Vàm Cỏ hoặc theo hướng kênh Nước Mặn, sông Cần Giuộc, sông Xoài Rạp, sông Nhà Bè, sông Sài Gòn, bến Bạch Đằng và ngược lại. Trưa ngày hôm qua 19 tháng 7, thông tin từ Đà Nẵng cho biết, thành phố sẽ đón công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương bằng 3 chuyến máy bay miễn phí thay vì đi ô tô như kế hoạch ban đầu. Theo dự kiến, 618 người sẽ lên máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng, chia làm 3 chuyến lúc 10 giờ, 14 giờ và 18 giờ vào ngày 21 tháng 7. Khi xuống sân bay, người dân sẽ được ô tô đưa về khách sạn, thực hiện cách ly. Hội đồng Hương Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo cho người dân về quê đợt này đi xét nghiệm trước để rút ngắn thời gian làm thủ tục tại sân bay. Nếu chưa xét nghiệm thì cần đến sân bay 2 tiếng trước khi khởi hành để được test nhanh. Bên cạnh đó, Đà Nẵng đã trưng dụng 5 khách sạn ở 3 quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và Hải Châu làm cơ sở cách ly tập trung người về từ thành phố Hồ Chí Minh. Khách sạn miễn phí tiền ở, người dân chỉ mất khoảng 80.000 đồng tiền ăn và 40.000 tiền dịch vụ mỗi ngày. Cùng với thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cũng đang đón người từ vùng dịch ở địa phương khác trở về. Đồng thời quyết định lập 34 cơ sở cách ly là các khách sạn có thu phí với hơn 3.000 phòng và hơn 5.100 phòng. Hiện 13 khách sạn với gần 2.000 giường được sử dụng. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố triển khai một số phương pháp để vận chuyển người từ khu vực đang trong thời gian áp dụng giãn cách xã hội về các địa phương. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành chủ động xây dựng kế hoạch huy động phương tiện, lái xe đảm bảo yêu cầu phòng dịch bệnh. Đồng thời, các đơn vị vận tải tham gia vận chuyển phải đảm bảo phòng dịch theo quy định của Bộ Y tế. Đặc biệt, thực hiện cấp thẻ nhận diện cho phương tiện theo hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ và ghi rõ thẻ nhận diện cho phương tiện vận chuyển người về từ vùng dịch. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách phải có giấy xét nghiệm âm tính còn hiệu lực, chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, nước uống và đồ dùng cá nhân, thuốc men để hạn chế dừng đỗ dọc đường. Thực hiện khử khuẩn toàn bộ phương tiện trước và ngay sau khi kết thúc hành trình. Tại cuộc họp báo về phương án cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn Hà Nội vào chiều ngày 19 tháng 7, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, từ đầu năm Sở đã tính toán 17 mặt hàng thiết yếu và nhu cầu sử dụng của người dân trong một tháng. Theo đó, trong một tháng, nhu cầu thiết yếu của 17 mặt hàng có giá trị là 21.000 tỷ đồng. Trước tình hình diễn biến dịch như hiện nay, Sở đề xuất doanh nghiệp tăng lượng dự trữ lên gấp 3 lần. Trao đổi tại cuộc họp, đại diện hệ thống Vinmart nêu, hiện nay thay vì trữ tại các đơn vị cung cấp, Vinmart đã mở rộng các kho bãi tại Hà Nội để sẵn sàng ứng cứu phòng trường hợp các siêu thị hết hàng. Hiện nay Vinmart có 4 kho bãi tại Đông Anh, Thanh Trì và một kho phụ trợ tại Bắc Ninh. Về giao thông vận tải, đề nghị xây dựng phương án luồng xanh trong nội đô,
từ cung cấp của Sở Công Thương về tổng hợp các điểm bán hàng để phân phối. Sở Giao thông Vận tải xây dựng phương án luồng xanh từ vùng sản xuất đến các cửa hàng phân phối, bảo đảm thông suốt, không ách tắc. Sở Công Thương cần rà soát lại toàn bộ hệ thống chợ, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, cửa hàng bình ổn lên danh sách cụ thể để khi hàng hóa về thì phân phối, bảo đảm tiêu dùng. Theo báo Tuổi Trẻ ngày hôm qua 19 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chốt lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 vào 2 ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 8. Đây là đợt thi chủ yếu dành cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch không thi được đợt 1. Trong 2 ngày này, thí sinh sẽ dự thi 5 bài thi, trong đó mỗi thí sinh thi 4 trên 5 bài. Ngoài môn ngữ văn thi tự luận, các môn còn lại thi bằng hình thức trắc nghiệm khách quan. Đề thi thời gian làm bài thi tương đương như ở đợt 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các tỉnh thành gửi danh sách thí sinh thi đợt 2 trong ngày 20 tháng 7. Ngoài những thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như F0, F1, F2, thí sinh trong khu vực phong tỏa giãn cách vào thời gian thi đợt 1, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng xin ý kiến chính phủ và được phép cho những thí sinh bị lỡ không hoàn thành kỳ thi đợt 1, trừ những thí sinh gian lận bị kỷ luật được tham gia dự kỳ thi đợt 2. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một con hẻm bị chặn lại bằng việt hàn kiên cố, gây nhiều ý kiến trái chiều. Có nhiều comment cho rằng, trong trường hợp có ca cấp cứu hay tình huống nghi cấp, rào chắn sẽ làm chậm trễ việc cứu người. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thành Danh, Chủ tịch phường 6, quận Tân Bình xác nhận, con hẻm nói trên là hẻm 7, nằm trên đường Hưng Hóa thuộc địa bàn phường 6. Vị này cho biết hẻm số 7 này có 2 ca dương tính. Vào ngày 18 tháng 7, sau khi lấy mẫu điều tra dịch tễ, thì toàn bộ khu vực con hẻm số 7 đường Hưng Hóa được phong tỏa. Hẻm này có 2 lối, một lối chính đi vào là đầu hẻm số 7, một lối đi thông ra đường Lộc Hưng. Do quá trình điều tra dịch tễ của F0 di chuyển thì địa phương ra quyết định phong tỏa đến giới hạn con hẻm nên mới rào cố định một lối. Theo đó, lối rào cố định không có lực lượng chốt chặn mà lối thông ra đường Lộc Hưng sẽ có. Theo giới chức phường 6, quận Tân Bình, biện pháp này giúp tiết kiệm nhân lực cho địa phương và không phải hoàn toàn bịt kín con hẻm. Chiều ngày 19 tháng 7, tại buổi họp báo về tình hình phòng dịch viêm phổi Vũ Hán, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hải Nam cho biết, hiện nay thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai thêm khu tiếp nhận điều trị F0. Hiện thành phố có khoảng 30.000 giường điều trị cho F0 và đã dự trù chuẩn bị cho số 60.000 ca nhiễm. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang xây dựng những bệnh viện dã chiến mới ở huyện Bình Chánh với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp và đang từng bước hoàn thiện đưa vào sử dụng. Ông Nam khẳng định các khu điều trị F0 hiện nay còn rất rộng, nhiều giường bệnh điều trị nên năng lực tiếp nhận F0 đang nằm trong khả năng của thành phố. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thành phố đã có những giải pháp chuẩn bị cho thời gian tới. Cũng theo ông Nam, tại các bệnh viện dã chiến hiện đang điều trị cho F0 không có triệu chứng thì chỉ cần các bình oxy chứ không phải là nơi cần máy thở, vì bệnh viện dã chiến không phải là nơi điều trị. Do vậy, thành phố đã chuẩn bị các bình oxy chuyển về các bệnh viện này. Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định thời gian tới, nhất là trong 5 đến 7 ngày nữa, tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam diễn biến phức tạp, số bệnh nhân nặng có thể gia tăng. Về hậu cần phòng dịch, Bộ Y tế đã thành lập kho dã chiến, trang thiết bị, vật tư tiêu hao tại thành phố Hồ Chí Minh và sẽ điều phối 2.000 máy thở cho kho dự trữ này. Ngoài ra, Bộ Y tế đã điều động hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh trong khu vực hơn 6.400 người và hơn 9.000 người đang sẵn sàng chi viện thêm. Ông Long thông tin hiện nay đã có 993 cơ sở y tế đủ đáp ứng yêu cầu điều trị cho 66.000 ca nhiễm cần đến thở oxy. Hiện năng lực sản xuất của các nhà máy oxy của cả nước khá lớn, tổng công suất đạt hơn 851.000 mét khối khí mỗi ngày, tương đương với 1.300 tấn mỗi ngày và có thể tăng thêm 50-100% công suất. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản triển khai việc điều chỉnh thời gian xét nghiệm đối với các trường hợp F0 không triệu chứng đang được cách ly điều trị tại các bệnh viện. Theo đó, Sở Y tế hướng dẫn đối với các trường hợp này thực hiện xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ 8 kể từ ngày nhập viện điều trị. Nếu kết quả là âm tính hoặc dương tính với tải lượng virus thấp hoặc không có khả năng lây lan thì sẽ tiến hành xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 10. Nếu kết quả test nhanh ngày thứ 10 âm tính, cho bệnh nhân xuất viện và cách ly theo dõi tại nhà. Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các bệnh viện trên địa bàn có trách nhiệm trong tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân nặng không được từ chối nếu vẫn có khả năng tiếp nhận điều trị. Các bên liên quan cũng được giao xây dựng bản đồ các khu cách ly tạm thời ở quận huyện, các bệnh viện thu dung, điều trị theo mô hình tháp 4 tầng với đầy đủ thông tin về tên, địa chỉ, liên lạc của người chịu trách nhiệm. Đối với phương tiện vận chuyển, Sở Giao thông Vận tải được giao làm việc với các doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu vận chuyển F0 bằng xe khách 30 chỗ, 45 chỗ có gắn hệ thống GPS. Trung tâm cấp cứu 115 là đầu mối quản lý sử dụng. Đồng thời, thành phố Hồ Chí Minh sớm xét duyệt thủ tục cấp biển số xe và giấy phép sử dụng tín hiệu ưu tiên cho xe cứu thương rồi bàn giao cho trung tâm 115.
Trên mạng xã hội đang lan truyền một đoạn clip dài khoảng 9 phút tại chốt kiểm soát dịch tại Khánh Hòa khi người được cho là phó chủ tịch phường yêu cầu giữ giấy tờ tịch thu xe của thanh niên đi mua đồ ăn vì cho rằng bánh mì không phải là đồ thiết yếu. Người trong clip đã nhiều lần trình bày lý do và xin lại giấy tờ để đi làm nhưng không được. Đoạn clip được đăng tải thu hút được hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều ý kiến cho rằng việc nói bánh mì không phải thiết yếu là sai. Bên cạnh đó, hành vi ứng xử chỉ tay vào mặt người khác, xưng hô mày tao, muốn gọi chủ dự án nơi người này làm việc cho nghỉ việc của cán bộ trong clip là không chấp nhận được. Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Hà, chủ tịch phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, qua xác minh ban đầu, đoạn clip này được quay ngày 18 tháng 7 do ông Trần Lê Hữu Thọ, phó chủ tịch phường quay lại để làm bằng chứng, nhưng không hiểu sao nó lại xuất hiện trên mạng xã hội. Một lãnh đạo thành phố Nha Trang cũng khẳng định với phóng viên rằng bánh mì là thực phẩm thiết yếu. Theo báo VTC, sau hơn một tháng triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, từ ngày 15 tháng 3 đến nay, vaccine Covivac đủ điều kiện để đánh giá về mức độ an toàn và tỷ lệ sinh miễn dịch. Đánh giá ban đầu cho thấy Covivac kết quả tốt, tín hiệu rất khả quan. Cụ thể, sau khi tiêm mũi 2, 120 tình nguyện viên tham gia thử nghiệm giai đoạn 1 sức khỏe tốt, ổn định, số ít gặp phản ứng phụ rất nhẹ như đau nhức, sưng vùng tiêm, không ai phản ứng nặng. Về mức độ an toàn, nhóm nghiên cứu báo cáo đang tổng hợp gửi cho các đơn vị giám sát độc lập bên Thái Lan để phân tích thống kê đưa ra kết quả cuối cùng, dự kiến trong tháng 7. Đối với sinh miễn dịch, tất cả các mẫu máu của 120 tình nguyện viên tham gia thử nghiệm giai đoạn 1 được chuyển sang một đơn vị kiểm định quốc tế. Tiếp theo đó sẽ có ban giám sát dữ liệu an toàn gồm nhiều chuyên gia độc lập dựa trên báo cáo về độ an toàn và tính sinh miễn dịch của Covivac để đánh giá. Được biết, đề cương thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vaccine Covivac đã phê duyệt từ đầu năm 2021. Giai đoạn này dự kiến triển khai ở Thái Bình với hơn 300 tình nguyện viên. Thời gian chậm nhất là cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 sẽ tiêm mũi đầu tiên và kết thúc vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 để báo cáo Bộ Y tế. Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung giai đoạn 2 vụ Vien Pharma, giữ nguyên đề nghị truy tố đối với các bị can Nguyễn Minh Hùng là cựu chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Vien Pharma và Nguyễn Việt Hùng, cựu phó cục trưởng cục quản lý dược Bộ Y tế về tội buôn bán hàng giả và thuốc chữa bệnh và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Được biết các đối tượng cầm đầu tại Vien Pharma đã cấu kết với bị can Võ Mạnh Cường là cựu giám đốc công ty hàng hải quốc tế SNC để trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật. Sau đó thông quan số lượng lớn thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada giả về nguồn gốc, xuất xứ vào Việt Nam. Số thuốc này được bán vào các bệnh viện, nhà thuốc, các công ty kinh doanh dược phẩm, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Theo kết luận điều tra trước đó, lô thuốc trên được tiêu thụ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre 100 hộp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh 160 hộp, Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu 2.630 hộp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế 17.000 hộp. Theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến hết ngày 19 tháng 7, Việt Nam ghi nhận thêm 4.195 ca nhiễm mới và 80 ca không qua khỏi mới. Đây là các bệnh nhân tử vong từ ngày 9 đến ngày 19 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Long An, Bắc Ninh, Vĩnh Long và Trà Vinh. Trong số các ca mắc vừa được ghi nhận, có 20 ca nhập cảnh được cách ly ngay, bao gồm tại Tây Ninh 12 ca, Thanh Hóa 5 ca, Hải Dương, Kiên Giang và Hà Nội mỗi nơi 1 ca. 4.175 ca ghi nhận trong nước bao gồm tại thành phố Hồ Chí Minh 3.074 ca, Bình Dương 503 ca, Đồng Nai 154 ca, Đồng Tháp 53 ca, Hà Nội 44 ca, Vĩnh Long 41 ca, Phú Yên 41 ca, Long An 37 ca, Khánh Hòa 34 ca, Bến Tre 30 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 28 ca, Sóc Trăng 19 ca, Bình Thuận 19 ca, Quảng Ngãi 17 ca, Cần Thơ 15 ca, Quảng Nam 11 ca, An Giang 8 ca, Trà Vinh 8 ca, Kiên Giang 8 ca, Bình Phước 6 ca, Bắc Ninh 4 ca, Hưng Yên 4 ca, Ninh Thuận 4 ca, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hậu Giang, Bình Định mỗi nơi 2 ca và Thái Bình, Gia Lai, Đắk Nông, Hải Phòng, Ninh Bình mỗi nơi 1 ca. Tổng số ca bệnh trên cả nước hiện là 58.025 ca, trong đó có 334 ca không qua khỏi, 46.644 ca đang điều trị và 11.047 ca đã hồi phục. Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, số ca âm tính lần 1 là 267 ca, số ca âm tính lần 2 là 116 ca, số ca âm tính lần 3 là 118 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe là 270.665 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 3.564 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 77.435 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú là 189.666 người. Tiếp theo đây là những tin tức trên thế giới.
tiên là phần điểm tin chính. Mưa lớn cuốn phăng hai đập thủy điện của Trung Quốc. Trung Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus Mankey B. Trung Quốc sẽ giảm 50% thịt heo nhập khẩu. Ông Tập Cận Bình kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hợp tác. Tiểu hành tinh lớn gấp đôi tháp Big Ben sắp bay qua trái đất. OPEC cộng nâng sản lượng dầu mỏ. Nhật Bản nắng nóng trên diện rộng. Australia kéo dài lệnh phong tỏa chống dịch. Chiến hạm Hàn Quốc bùng phát dịch bệnh. Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán trên thế giới. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, hai đập thủy điện ở khu vực Nội Mông nước này đã bị vỡ do mưa lớn lên đến 223mm. Những đoạn phim được đưa lên mạng xã hội cho thấy một con đập đã bị nước cuốn phăng và những cánh đồng xung quanh ngay lập tức bị nhấn chìm. Người dân ở hạ lưu đã được sơ tán khẩn cấp và hiện tại không có thông tin về thương vong. Được biết, hồ chứa của hai đập có sức chứa tổng cộng là 46 triệu mét khối, trong đó toàn Trung Quốc có hơn 98.000 hồ chứa để điều tiết lũ lụt, làm thủy điện và phục vụ giao thông đường thủy. Tuy nhiên, hơn 80% trong số đó đã được xây từ 4 thập kỷ trước hoặc lâu hơn, vì thế những con đập này đang có nguy cơ mất an toàn. Trong bối cảnh nhiều tỉnh và thành phố Trung Quốc đang liên tiếp xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan. Trước đó, tại Bắc Kinh, mưa bão đã khiến giao thông ở khu vực này trở nên bất thường nghiêm trọng, đồng thời khiến hơn 700 chuyến bay bị hủy và các chuyến tàu bị hoãn. Tất cả các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cũng như các hoạt động thể thao ngoài trời đều bị đình chỉ. Theo tờ Washington Post, một bác sĩ thú y 53 tuổi ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã tử vong sau khi nhiễm một mầm bệnh hiếm gặp lây truyền từ linh trưởng, được gọi là virus khỉ. Cụ thể, nạn nhân làm việc trong một viện nghiên cứu chuyên nhân giống linh trưởng và đã phẫu thuật hai con khỉ vào tháng 3. Ông cảm thấy buồn nôn và phát sốt trong suốt một tháng, sau đó qua đời mặc dù đã trải qua nhiều lần điều trị. Sau khi xét nghiệm, các nhà khoa học kết luận ông đã bị nhiễm virus Mankey B, một loại virus phổ biến ở khỉ và một số loài linh trưởng khác, song hiếm gặp ở người. Đây là trường hợp nhiễm virus Mankey B đầu tiên ghi nhận ở người tại Trung Quốc. Những người tiếp xúc gần với ông đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Một chuyên gia cho biết, loại virus này thường tấn công hệ thần kinh trung ương và gây viêm não khi lây sang người, dẫn đến mất ý thức. Do đó, nếu không được điều trị, người nhiễm virus Mankey B có tỷ lệ tử vong lên đến 80%. Tính đến nay, thế giới đã ghi nhận khoảng 100 người mắc chủng virus này, phần lớn là ở Bắc Mỹ. Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, giá thịt, ngũ cốc và dầu ăn không ngừng leo thang, khiến chi phí lương thực toàn cầu đang ở mức cao nhất trong vòng 10 năm, làm gia tăng lo ngại lạm phát. Theo đó, một chuyên gia cho biết, Trung Quốc, nước nhập khẩu thịt heo lớn nhất thế giới, có thể sẽ giảm 50% sản lượng mua vào trong nửa cuối năm nay so với 6 tháng đầu năm. Nguyên nhân được cho là do thịt heo nội địa rẻ hơn nguồn nhập khẩu. Cụ thể, giá heo hơi toàn cầu kỳ hạn đã tăng hơn 25% tại Chicago, Mỹ trong năm nay do nhu cầu lớn và giá thức ăn lên cao. Ngược lại, giá loại thịt này tại Trung Quốc lại giảm hơn 50% do nguồn cung tăng vì đàn lợn phục hồi sau dịch tả lợn châu Phi. Điều này cũng có nghĩa là Trung Quốc có thể lấp đầy kho dự trữ quốc gia bằng nguồn hàng trong nước với mức giá rẻ hơn. Do đó, việc Trung Quốc giảm nhập khẩu thịt heo có thể là tin vui đối với người tiêu dùng trên thế giới. Vừa qua, tại hội nghị trực tuyến cùng với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo thế giới khác trong nhóm thương mại Á Châu-Thái Bình Dương APEC, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã thay đổi giọng điệu chiến lang của mình thành hợp tác và hợp nhất với các quốc gia khác. Ông Tập cho biết, chúng ta nên phá bỏ các bức tường rào cản giữa các quốc gia thay vì dựng lên các bức tường. Chúng ta nên mở rộng biên giới thay vì cô lập. Chúng ta nên hợp nhất với nhau thay vì tách rời nhau. Hợp tác và đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi là cách đúng đắn duy nhất. Trong bài diễn văn mới nhất này, ông Tập đã không đề cập đến các chủ đề trước đây như tham vọng định hướng tương lai chung cho nhân loại của Bắc Kinh hay chỉ trích các quốc gia Tây Phương khi nêu ra các vấn đề nhân quyền và đe dọa với các cường quốc nước ngoài nếu họ đối đầu với Trung Quốc. Giới phân tích cho rằng lối ngoại giao chiến lang của Bắc Kinh đã chọc giận một số quốc gia hùng mạnh trên thế giới và giờ họ đang cố gắng lấy lại sự ủng hộ. Trung tâm nghiên cứu vật thể gần trái đất của NASA cho biết tiểu hành tinh 2008 GO20 sẽ tiếp cận trái đất vào ngày 24 tháng 7. Theo đó, tiểu hành tinh 2008 GO20 là một vật thể khá lớn, dài khoảng 92-210m, gấp đôi kích thước của tháp đồng hồ Big Ben ở London, Anh, và đang di chuyển trong không gian với tốc độ là 8,18 km một giây. Tiểu hành tinh sẽ bay qua trái đất với khoảng cách gần như an toàn là 0,03283 đơn vị thiên văn, tức khoảng 4.911.297 km. NASA lưu ý, một khoảng cách gần về mặt thiên văn là rất xa đối với con người, từ hàng triệu đến hàng chục triệu km.
Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng đã thông báo rằng không có tiểu hành tinh hay sao chổi nào hiện tại hoặc trong vài trăm năm tới có thể đe dọa đến sự an toàn của trái đất. Tính đến năm nay, có hơn 26.100 tiểu hành tinh gần trái đất đang quay xung quanh hệ mặt trời. Mới đây, nhóm tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cùng các đối tác còn gọi là OPEC Cộng đã nhất trí tăng sản lượng dầu thô từ tháng 8 tới nhằm thúc đẩy đà phục hồi kinh tế toàn cầu khi đại dịch lắng dịu. Trong tuyên bố, OPEC Cộng cho biết 23 thành viên của nhóm đã nhất trí từ tháng 8 đến tháng 12 tới sẽ cung cấp cho thị trường thêm 2 triệu thùng mỗi ngày, tức là mỗi tháng tăng sản lượng thêm 400.000 thùng mỗi ngày. OPEC Cộng cũng nhất trí kéo dài thỏa thuận nới lỏng cắt giảm sản lượng cho đến cuối năm 2022, thay vì đến tháng 4 năm 2022 như kế hoạch trước đó. Vào tháng 4 năm ngoái, khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, OPEC Cộng đã thỏa thuận cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng một ngày và sẽ khôi phục dần nguồn cung cho đến tháng 4 năm 2022. Hôm qua ngày 19 tháng 7, cơ quan khí tượng Nhật Bản đưa ra cảnh báo nhiệt độ sẽ tăng trên diện rộng, nắng nóng gay gắt trên toàn quốc. Nhiều nơi sẽ từ 35 độ C trở lên. Nhiệt độ cao nhất dự kiến là 37 độ C ở thành phố Wakamatsu, tỉnh Fukushima và 3 thành phố khác của tỉnh Hyogo. Thủ đô Tokyo dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày là 34 độ C. Tuy nhiên, ngay đầu giờ sáng, người dân địa phương cũng đã bắt đầu cảm nhận được không khí oi bức. Để giảm thiểu sự ảnh hưởng với thời tiết đối với sự kiện Olympic Tokyo sắp diễn ra, Nhật Bản vừa qua cũng đã ra mắt cổng thông tin thời tiết Tokyo 2020. Trong đó cung cấp thông tin dự báo thời tiết như nhiệt độ, chỉ số UV theo từng môn hay địa điểm thi đấu. Ngoài ra còn có mục thông tin giảm thiểu thiệt hại thiên tai được hiển thị bằng 15 thứ tiếng, trong đó có cả tiếng Việt. Được biết mùa hè tại Nhật Bản rất nóng và gây ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân. Năm ngoái nước này cũng đã ghi nhận nhiệt độ ở mức cao kỷ lục là 41,1 độ C, nắng nóng khiến số người ốm và không qua khỏi vì sốc nhiệt gia tăng. Cũng trong hôm qua ngày 19 tháng 7, chính phủ Australia thông báo bang Victoria của nước này sẽ kéo dài lệnh phong tỏa chống dịch qua thời hạn chót ngày 20 tháng 7. Mặc dù số ca mắc mới đã giảm nhẹ trong bối cảnh Australia nỗ lực ngăn chặn tốc độ lây lan của biến thể Delta. Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrew nêu rõ quy định phong tỏa sẽ không được dỡ bỏ như dự kiến vì vẫn phát hiện các ca nhiễm mới trong cộng đồng. Hiện gần một nửa trong số 25 triệu người dân Australia đang bị cách ly tại nhà, trong đó riêng Sydney, thành phố lớn nhất nước này, thực hiện lệnh phong tỏa 5 tuần và toàn bộ bang Victoria thực hiện quy định yêu cầu người dân ở nhà. Hiện, Úc đã ghi nhận tổng cộng 32.015 ca nhiễm, trong đó có 914 trường hợp không qua khỏi. Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn quân đội Hàn Quốc đưa tin, hơn 80% trong tổng số 301 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu khu trục Munmu The Great của nước này ngoài khơi Somalia đã có kết quả xét nghiệm dương tính với viêm phổi Vũ Hán. Tàu này đã rời Hàn Quốc lên đường thực hiện nhiệm vụ duy trì an ninh biển. Hiện Seoul đã điều động các máy bay vận tải quân sự chở theo các trang thiết bị y tế cũng như quân nhân thay thế để đưa tất cả thành viên thủy thủ đoàn về nước. Đoàn thủy thủ này sẽ được thay thế bằng 150 thủy thủ khác. Nhóm thủy thủ mới sẽ tiếp quản và đưa con tàu trở về Hàn Quốc với thời gian khoảng 1 tháng nữa. Nguyên nhân dịch bùng phát trên tàu chưa được thông báo chính thức, nhưng giới lãnh đạo quân đội Hàn Quốc nghi ngờ virus đã tấn công đoàn thủy thủ khi con tàu cập một cảng ở khu vực để chất hàng vào hồi cuối tháng 6. Về tình hình dịch bệnh thế giới, trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm hơn 445.000 ca mắc mới và thêm gần 7.000 ca không qua khỏi mới. Trong những ngày qua, Indonesia đã trở thành tâm dịch ở châu Á với số lượng ca mắc mới hàng ngày liên tục vượt ngưỡng 50.000 người. Từ ngày 3 tháng 7, Indonesia đã áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại nghiêm ngặt để làm chậm sự lây lan của virus. Chính phủ nước này cho biết đang xem xét khả năng tiếp tục kéo dài khi lệnh phong tỏa này kết thúc vào ngày 20 tháng 7. Tại Ấn Độ, nước này đang có nguy cơ đối mặt với một làn sóng dịch mới vào tháng 8. Trong kịch bản xấu nhất, Ấn Độ có thể có tới 500.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Trong khi đó, Bộ Y tế Lào tiếp tục bày tỏ quan ngại trước sự lây lan nguy hiểm của biến thể Delta đang khiến dịch diễn biến phức tạp tại nước láng giềng Thái Lan. Đặc biệt, việc áp dụng phong tỏa tại Thái Lan khiến lượng lớn lao động Lào tại quốc gia láng giềng thất nghiệp về nước mang theo nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao vào cộng đồng. Trước tình hình trên, Lào tiếp tục kêu gọi lao động Lào làm việc bất hợp pháp ở Thái Lan về nước thông qua các cửa khẩu chính ngạch để được hỗ trợ nhập cảnh, sàng lọc y tế và cách ly theo quy định. Tiếp theo đây là số liệu tổng hợp theo nguồn Worldometer về các ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Tổng số ca mắc trên toàn thế giới đang là 191.265.853 ca. Tổng số ca không qua khỏi đang là 4.106.672 ca. Tổng số ca hồi phục đang là 174.211.540 ca.
Trên đây là những tin tức trong bản tin tổng hợp ngày hôm nay của Hành Trình Tương Lai. Và ngay sau đây, Hồng Nhung xin mời quý vị cùng thư giãn với phần nhân sinh cảm ngộ. Thưa quý vị thân mến, trong phần nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, Hồng Nhung muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện có tựa đề Không Oán Trách. Tại một thành phố của nước Mỹ, có một vị khách trung niên bắt taxi đến sân bay. Sau khi lên xe, vị này phát hiện ra chiếc xe mà mình đang đi không chỉ có vẻ ngoài bắt mắt mà bố trí trong xe cũng rất ngăn nắp trang nhã. Tài xế ăn mặc rất chỉnh tề lịch sự. Khi xe vừa chạy, ông ấy liền nhiệt tình hỏi hành khách xem độ ấm trong xe đã thích hợp chưa. Không lâu sau, ông lại hỏi hành khách muốn nghe nhạc hay radio. Hành khách lựa chọn nghe nhạc và một đoạn hành trình thoải mái của hai người bắt đầu. Khi xe dừng trước một đèn đỏ, lái xe quay đầu lại và bảo cho vị khách biết trên xe có tờ báo buổi sáng và tạp chí định kỳ. Ngoài ra, phía trước còn có một tủ lạnh nhỏ. Trong tủ lạnh có nước trái cây và nước ngọt. Hành khách có thể tự lấy dùng. Nếu muốn uống cà phê, bên cạnh cũng có bình thủy chứa cà phê nóng. Người tài xế mở lời: "Tôi là một người dễ nói chuyện. Nếu anh muốn nói chuyện phiếm thì tôi có thể nói cùng anh. Nếu anh muốn nghỉ ngơi hoặc ngắm phong cảnh, tôi sẽ yên lặng lái xe không quấy rầy anh." Sự phục vụ đặc biệt này khiến vị khách thực sự ngạc nhiên. Anh không khỏi nhìn vị tài xế thắc mắc khó hiểu. Vị khách cất lời hỏi: "Từ bao giờ anh bắt đầu sự phục vụ này vậy?" Trầm mặc một lát, vị tài xế nói: "Thực ra khi mới bắt đầu, xe của tôi cũng không có cung cấp dịch vụ toàn diện như bây giờ. Tôi cũng chỉ giống những người khác, hay phàn nàn, thường xuyên càu nhàu khách, phàn nàn chính phủ bất tài, phàn nàn tình hình giao thông không tốt, phàn nàn xăng quá đắt đỏ, phàn nàn con cái không nghe lời, phàn nàn vợ không hiền thục. Cuộc sống mỗi ngày quả thực là ảm đạm. Nhưng một lần, tôi vô tình nghe được một cuộc đàm thoại về cuộc sống trong một tiết mục quảng cáo. Đại ý là, nếu bạn muốn thay đổi thế giới, thay đổi cuộc sống của bạn, đầu tiên hãy thay đổi chính mình. Nếu bạn cảm thấy luôn không vừa lòng, thì tất cả những chuyện phát sinh đều khiến bạn cảm thấy như gặp xui xẻo. Trái lại, nếu bạn cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn, như vậy, hôm nay mỗi người bạn gặp phải đều có thể là quý nhân của bạn. Cho nên tôi tin rằng, nếu tôi muốn vui vẻ, phải thôi phàn nàn, phải thay đổi chính mình. Từ thời khắc đó, tôi quyết định sẽ đối xử tử tế với mỗi hành khách của mình. Năm thứ nhất, tôi sửa sang xe trong ngoài sạch sẽ, trang trí mới hoàn toàn. Tôi luôn nở nụ cười với mỗi hành khách. Kết quả là thu nhập năm đó của tôi tăng lên gấp đôi. Năm thứ hai, tôi dùng lòng chân thành của mình để quan tâm chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn của khách hàng. Đồng thời, tôi cũng khoan dung và thăm hỏi khách hàng nhiều hơn. Thu nhập năm thứ hai của tôi tăng gấp đôi năm thứ nhất. Đến năm thứ ba, cũng chính là năm nay, tôi đã biến chiếc xe của mình thành một chiếc xe 5 sao độc nhất này. Ngoài thu nhập tăng lên, hiện tại khách hàng mà tôi chở phần lớn đều là khách quen. Đến nơi, tài xế xuống xe, ra ngoài phía sau giúp hành khách mở cửa, cũng đưa một tấm danh thiếp đẹp và nói: "Mong lần sau có thể tiếp tục phục vụ anh." Việc làm ăn của anh tài xế không hề bị ảnh hưởng khi nền kinh tế trở nên đình trệ. Anh đã thay đổi, không chỉ sáng tạo ra một nguồn thu nhập tốt mà còn tạo nên một cuộc sống bình yên như vậy. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường gặp phải không ít người luôn mang trong lòng tâm oán trách. Họ oán trách cha mẹ không công bằng, oán trách công việc quá nhiều, oán trách bạn bè không hiểu mình, thậm chí trời mưa hay trời nắng cũng oán trách. Họ không biết được rằng oán trách là một loại cảm xúc xấu nhất khiến mối quan hệ căng thẳng và mâu thuẫn trở nên kịch liệt hơn. Nó không chỉ khiến cho sức khỏe của chính bản thân người ấy xấu đi mà còn khiến người thân bạn bè dần dần xa lánh họ. Mục sư người Mỹ Win Powell đã viết trong cuốn A Complaint Free World, Thế giới không có lời phàn nàn rằng những người phàn nàn quanh năm cuối cùng có thể bị cô lập và bị mọi người xung quanh xa lánh. Oán giận là một loại độc dược, nó có thể làm giảm nhiệt huyết, phá hủy ý chí, hạ thấp địa vị, hủy hoại cả tâm và thân của con người. Cho nên, oán trách vận mệnh, chi bằng hãy cải biến vận mệnh. Oán trách cuộc sống, chi bằng hãy cải thiện cuộc sống. Phật gia cho rằng, điều ý nghĩa nhất của sinh mệnh đời người chính là quay trở về với bản tính thuần chân, nguyên sơ trong mỗi người. Và rằng chân thiện nhẫn là cội nguồn của những điều tốt đẹp. Có nhẫn mới có thể tha thứ, bao dung với lỗi lầm của người khác. Có thiện mới có thể đem điều tốt lành trao cho người khác.
có chân mới có thể làm mọi việc từ đáy lòng mà không giả tạo. Và đó cũng là nguyên lý của môn tu luyện khí công của Phật gia mà hơn 100 quốc gia trên thế giới đang bày tỏ lòng tri ân. Chính vì nhờ có tu tâm dưỡng tính theo nguyên lý chân thiện nhẫn nên hàng triệu người đã được nâng cao phẩm chất đạo đức, trở thành những người tốt hơn, khỏe mạnh hơn và đóng góp cho xã hội hiệu quả hơn. Các học viên cho biết, những bài giảng giúp người học có được một nội tâm an hòa, buông bỏ những suy nghĩ, oán hận, căng thẳng, lo lắng, trầm cảm. Các bài công pháp đứng giúp đả thông toàn bộ kinh mạch, thanh lọc thân thể và khai mở trí huệ. Bài tọa thiền giúp khai thông năng lượng, đạt đến tâm trí thanh tịnh an hòa. Nhất là trong lúc dịch bệnh đang lây lan khắp mọi nơi, quý vị hãy thử tìm hiểu xem sao. Biết đâu đây sẽ là phương pháp giúp quý vị tăng cường thải độc, tăng sức đề kháng và có sức khỏe tốt hơn. Hy vọng quý vị sẽ không bỏ lỡ cơ duyên tìm hiểu. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tiếp theo trên kênh Hành Trình Tương Lai.